Một ngày trước đại hôn, ca ca của phu quân đã cưỡng ép cô làm hoàng hậu, còn dùng tính mạng của phụ thân, huynh cô để ép sinh con cho hắn. Đứa trẻ vừa chào đời đã được phong làm thái tử, nhưng cô ghê tởm nên đã bế nó đưa cho thái hậu. Cô không thích Phó Dận, không muốn nhìn đứa con của hắn thêm lần nào, chỉ muốn sống thanh tịnh trong thế giới của riêng mình. 10 năm sau, hoàng đế Phó Dận cuối cùng cũng hết hy vọng với cô, nhưng không ngờ hắn lại phong cho thứ muội làm quý phi, quản lý lục cung. Tỷ tỷ có tôn quý đến đâu thì cũng thế thôi, hoàng thượng tối qua đã nói tỷ tỷ trên giường không bằng ta. Thứ muội cười đắc ý khoe khoang với cô, nhưng lòng cô lại chẳng có chút gợn sóng nào. Đêm đó cô đốt cháy cung Phượng Tê, tưởng như vậy có thể được giải thoát, không ngờ đứa trẻ đó lại khóc lóc chạy vào đám cháy. Làn da non nớt bị ngọn lửa thiêu đốt, nó tuyệt vọng gào thét gọi cô là mẹ. Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy nó cho hoạn quan cứu người, không chút do dự bước vào đám cháy. Cô chết rồi, thứ muội cũng bị xử tử, còn đứa trẻ đó bị lửa thiêu mù một bên mắt, cả đời này không bao giờ tha thứ cho phụ hoàng của mình. Cho đến khi Phó Dận chết, đứa trẻ quỳ trước mặt hắn, giọng lạnh lùng nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu không thích người, bị người nhốt trong cung, bà ấy không hề vui vẻ chút nào. Vì người, nhi thần từ khi sinh ra đã không có mẹ." Cô giật mình tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Hà Trúc cầm đèn lồng đến, lo lắng hỏi cô: "Nương nương, người lại gặp ác mộng rồi, có cần cho thái y đến xem không ạ?" "Không cần," cô lắc đầu nói, "ngươi đi ngủ đi, không cần lo cho ta." Hà Trúc lo lắng lui xuống. Xung quanh yên tĩnh trở lại, cô đứng dậy xuống giường, nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng trong gương, một lần nữa nhận ra rất rõ ràng, cô đã được trùng sinh, vào năm thứ 5 bị Phó Dận cướp vào cung. Đứa trẻ đó mới 4 tuổi, vị hôn phu của cô, Ninh Vương vẫn chưa tử trận trên sa trường. Phó Dận vẫn chưa đưa thứ muội vào cung, vẫn còn si mê cô như vậy. Cô từ từ nhắm mắt lại, sáng hôm sau, cô bảo Hà Trúc trang điểm cho mình, đến điện thừa càn tìm Phó Dận. Vào cung 5 năm, mọi người đều biết đế hậu bất hòa. Bây giờ cô đột nhiên đến, cung nữ, thái giám trong điện thừa càn đều run rẩy. Phó Dận cũng rất ngạc nhiên, hắn cau mày nói: "Hoàng hậu nếu đến để làm phiền trẫm thì về đi, Giang Nam đang bị lũ lụt, trẫm không có tâm trạng cãi nhau với nàng." Nếu là trước đây, hắn vừa nói như vậy, cô nhất định sẽ cãi nhau với hắn. Nhưng bây giờ thì không, cô khẽ hò một tiếng, chủ động nói: "Hằng nhi giờ đã 4 tuổi rồi, hôm nay thần thiếp đến đây là muốn nói với bệ hạ một tiếng, đưa đứa trẻ về cung Phượng Tê." Phó Dận nghe vậy thì sửng sốt, một lúc sau, hắn chế nhạo nói: "Hoàng hậu còn muốn có thái tử sao? Thái tử ở bên cạnh thái hậu lâu rồi, cho dù là mẹ đẻ thì cũng đã xa lạ, việc này e là không ổn." Hắn cố tình từ chối chẳng phải là muốn ép cô cầu xin hắn sao? Cô im lặng một lúc, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay: "Bệ hạ, chúng ta nói chuyện tử tế đi." Phó Dận rất thích cô, vì vậy không tiếc làm chuyện ngu ngốc là cướp hôn thê của đệ đệ. Kiếp trước cô và hắn đã dây dưa 10 năm, cuối cùng chết không toàn thây, chẳng có gì. Kiếp này cho dù là vì đứa trẻ, cô cũng thực sự không muốn cãi nhau nữa. Thần thiếp muốn đưa thái tử về cung Phượng Tê nuôi dạy, nó là con ruột của thần thiếp, cũng nên gần gũi với thần thiếp. Hắn cúi đầu tiếp tục phê tấu chương, không có phản ứng gì, thậm chí còn không nhìn cô. Cô hít một hơi thật sâu, tiến lên giật lấy tấu chương trong tay hắn, giọng mềm mại hỏi: "Bệ hạ không muốn nhìn thấy mẹ con ta hòa thuận sao? Trong cung không có người nào vào, Hằng nhi lại là đứa con duy nhất của bệ hạ, tâm ngữ của bệ hạ đối với thần thiếp hiểu rõ, cũng muốn thử chung sống bình thường với bệ hạ không muốn sao?" Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng lại cười một tiếng: "Đây lại là trò lừa bịp của nàng sao? Lần này định lừa chấm bao lâu? Đợi đến khi chấm tin nàng, rồi lại bỏ trốn đến biên quan tìm lão tam, Mộ Uyển Ninh, nàng đừng hòng." Hắn gọi thẳng tên cô, xem ra là có chút tức giận, cô vô thức lại muốn mắng hắn. Hai chữ hôn quân đã đến bên miệng nhưng cô lại nuốt xuống. "Không thể như vậy nữa." Cô nắm lấy tay áo hắn, giọng nói có chút cầu xin: "Lần này thực sự không phải lừa gạt, thần thiếp sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy, trước tiên hãy để thần thiếp đưa Hằng nhi về cung Phượng Tê. Để ở chỗ thái hậu, thần thiếp thực sự không yên tâm." Hắn nghe lời nói nhẹ nhàng của cô, thở mạnh hơn một chút, mắt cũng hơi đỏ. Một lúc sau, hắn quay đầu sang một bên, nói bằng giọng thô lỗ: "Tùy yàng, cung thái hậu, thái tử được vú nuôi đi theo." Thấy cô, mắt nó đột nhiên mở to, muốn chạy tới nhưng lại không dám, chỉ có thể sợ hãi gọi cô: "Mẫu hậu." Cô không khỏi thấy chua xót, đi tới ôm lấy nó: "Hằng nhi hôm nay về cung Phượng Tê với mẫu hậu nhé." Mắt nó sáng lên, nói bằng giọng trẻ con: "Được, tỷ tỷ." Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói ngạc nhiên: "Hôm nay tỷ đến thăm thái tử sao?" Thứ muội phe phẩy quạt đi vào, nhẹ giọng khuyên cô: "Đứa trẻ này vốn rất ồn ào, tỷ cần gì phải đưa nó về làm phiền đến nỗi buổi tối cũng không ngủ được. Chỗ thái hậu yên tĩnh, thích hợp nhất để nuôi trẻ con." Cô không để ý đến ả ta, vươn tay vuốt ve đầu thái tử. Kiếp trước chính ả ta đã dùng những lời lẽ này để lừa gạt Phó Dận, để thái tử luôn được nuôi dưỡng ở chỗ thái hậu. Thái hậu không để tâm, Phó Dận không thường đến, cô càng không quan tâm. Cho đến năm thái tử 10 tuổi, bên cạnh nó chỉ có cung nhân làm bạn. Sau này khi thứ muội quyến rũ Phó Dận vào cung, mới cười nói với cô: "Bản cung cố tình để thái tử không thân thiết với ai. Tính cách cô lập, cố chấp, triều thần không thích, chỉ có con do bản cung sinh ra mới xứng làm thái tử. Đợi đến khi bản cung sinh con trai, ha ha, tỷ tỷ, tỷ là đích nữ thì thế nào, đến lúc đó vẫn phải quỳ xuống vẫy nuôi cầu xin bản cung, lúc đó ả ta mới được phong làm quý phi, đã bắt đầu đắc ý quên hình. Còn cô, trước khi tự thiêu, cũng đã phái người đi tặng ả ta 3 thước lụa trắng. Cô không muốn sống nữa, không có nghĩa là người khác có thể làm cô buồn nôn." "Mẫu hậu." Thái tử đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, lo lắng nói: "Con muốn ở cùng mẫu hậu, con sẽ không ồn ào, sẽ không làm phiền mẫu hậu." Nó quá lo lắng, bàn tay nhỏ bé ra hiệu, lo lắng đến mức có chút tủi thân.
đáy mắt ngấn lệ, chớp mắt nhìn cô, van xin cô đừng bỏ rơi nó, mẫu hậu sẽ không bỏ rơi Hằng Nhi. Cô xoa đầu nó, nhẹ giọng nói, hôm nay mẫu hậu sẽ đưa Hằng Nhi về, được không? Ái hậu vốn không quan tâm, cô chỉ bẩm báo một tiếng, rồi bế Hằng Nhi lên định rời đi. Thứ Muội bỗng lại tiến tới, tỷ tỷ, dạo trước Ninh Vương đã gửi thư cho trưởng huynh, trong thư có hỏi thăm tình hình của tỷ, Ninh Vương vẫn còn nhớ đến tỷ, nếu tỷ muốn hồi âm cho Ninh Vương, Muội có thể giúp tỷ mang thư ra khỏi cung, tuyệt đối sẽ không để bệ hạ biết. Cô liếc ả ta một cái, thấy hơi buồn cười, không cần, ta không có gì để viết cho Ninh Vương, ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta, còn ngươi, ngày nào cũng chạy vào cung, tâm tư không định, bản cung sẽ chỉ hôn cho ngươi, ngươi cứ yên tâm chuẩn bị xuất giá. Nghe vậy, sắc mặt ả ta tái mét, tỷ tỷ, Hà Trúc, thu lệnh bài của nhị tiểu thư lại, sau này không có chiếu chỉ không được vào cung. Vâng, dặn dò xong Hà Trúc, cô lười nhìn vẻ hoảng sợ của Thứ Muội, bế đứa trẻ lên kiệu. Trên kiệu, cô nghĩ đến lời của Thứ Muội, cô thực sự không có gì cần viết cho Ninh Vương, nhưng hắn ta cũng thực sự không thể ở lại biên quan nữa. Tiếp trước hắn ta bị quân địch ám toán, tử trận xa trường, thậm chí không để lại một nắm xương. Sau khi hắn ta chết, thuộc hạ của hắn mang một chiếc đồng tâm kết và một bức họa của cô về. Phó Dận biết được đã phát điên xé bức họa đó, nhưng sự hối hận khi biết tin hắn ta chết vẫn luôn ở trong lòng cô. Ngày đêm dày vò không ngừng, hắn ta vốn nên có một tương lai tươi sáng, con cháu đầy đàn, nhưng lại bị cô liên lụy, chỉ có thể ở nơi khổ hàn như biên quan, chỉ có gió tuyết làm bạn. Cô hạ quyết tâm, nhất định phải để Phó Dận triệu hồi hắn ta về kinh. Cô và Phó Dận có thể cãi nhau 10 năm, nhưng chịu thiệt chỉ có đứa trẻ. Nhớ lại kiếp trước, thái tử sợ sệt nhìn cô và Phó Dận cãi nhau, nó sợ đến mức khóc lớn. Nó dùng sức bám chặt tay cô, gọi cô là mẫu hậu. Lòng cô lại nhói lên, cô ngồi trên giường, nhìn nó nghịch chiếc mũi con hổ trên mũ, thỉnh thoảng lại lén liếc cô một cái, đáy mắt tràn đầy vui mừng và thích thú. Ta không kìm được mà xoa đầu nó. Hà Trúc đột nhiên đi vào, nương nương, bệ hạ phái người đến, nói là thái hậu muốn gửi ra thư cho Ninh Vương, nương nương có muốn viết gì cho Ninh Vương không, có thể gửi cùng một lúc. Giọng Hà Trúc run run, xem ra tên Phó Dận này lại phát bệnh rồi. Hắn đã giam lỏng người của cô, nhưng biết không thể giam lỏng được trái tim cô, vì vậy chỉ cần có một chút dấu hiệu là hắn lại nghi thần nghi quỷ, điên cuồng dùng những thứ bẩn thỉu không thể nhìn thấy trong lầu xanh lên người cô. Cô lại cãi nhau với hắn, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cô day huyệt thái dương rồi nói, đi chuẩn bị giấy bút, bản cung sẽ viết ngay, sau đó sai người mang đến. Nương nương, đi chuẩn bị đi. Cô vẫy tay nói, ôm đứa trẻ cho vú nuôi dỗ ngủ, dặn dò mọi người hầu hạ cẩn thận. Hà Trúc gật đầu đáp ứng, đành bế đứa trẻ rời đi. Cô viết xong thư lập tức sai người đưa đến điện thừa càn. Cô cởi bỏ châm cài, dựa vào giường ngủ một lúc. Không lâu sau, bị cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay làm cho tỉnh giấc. Là Phó Dận, hắn cúi người lại gần, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cô, dứt khoát đeo chiếc vòng xích vàng do thợ thủ công đặc biệt chế tạo vào cổ tay cô. Đầu kia buộc vào đầu giường, khi cô mở mắt, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt âm u của Phó Dận. Mộ Uyển Ninh, nàng lại khiêu khích chấm, chọc giận chấm có lợi gì cho nàng? Hắn bóp chặt cằm cô, có phải chỉ khi chấm lột sạch nàng, tam ngươi vào lồng thì nàng mới ngoan ngoãn không? Lại là câu nói này, câu nói giam cô vào lồng, hai kiếp, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thấy hắn thực hiện, cũng không biết nói để làm gì. Cô lắc đầu, giấy khỏi bàn tay đang bóp chặt cằm cô của hắn, hỏi, thần thiếp lại chọc giận bệ hạ ở chỗ nào? Hắn mặt mày u ám nhìn cô không nói gì, cô có chút bực mình, Phó Dận, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn bị cô mắng, nhưng sắc mặt lại dịu đi đôi chút, cười ha hả một tiếng. Trong phòng ngủ còn chơi trò bệ hạ thần thiếp, chẳng lẽ không thấy đủ mất hứng sao? Cô hít một hơi thật sâu, quyết định kéo câu chuyện trở lại. Ngươi tức giận vì ta gửi thư cho Ninh Vương, hắn không nói gì, có thể coi như nhận, là ngươi bảo ta gửi thư cho hắn trước, ta nghe lời ngươi gửi đi, ngươi lại tức giận, không thấy như vậy là vô lý lắm sao? Cô ngồi thẳng người hơn một chút, lắc lắc sợi xích vàng trên tay, cố gắng giảng đạo lý với hắn. Một khi tức giận là lại làm ra những chuyện như vậy. Phó Dận, ngươi là con người, có vấn đề thì phải giải quyết chứ không phải giống như một con ngựa giống. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng đè vai cô xuống, hôn, ngăn chặn những lời còn lại của cô, hành động thô bạo và vô lý. Cô tức giận đập vào vai hắn, thậm chí cắn vào môi hắn, trong miệng đều nếm được mùi máu. Hắn cũng không quan tâm, không buông ra, giọng hắn tàn nhẫn, Mộ Uyển Ninh, bất kể trong lòng nàng có ta hay không, nàng đều là của ta, muốn rời khỏi ta, cao chạy xa bay với hắn, đừng hòng. Tỉnh lại thì đã là buổi tối, eo rất đau và nhức, chân cũng đau, trên cánh tay đều là những vết bầm tím do bị bóp. Cô tức đến run người, không quan tâm gì nữa, cầm lấy bình hoa trên đầu giường ném xuống đất. Mẫu hậu, bỗng bị một tiếng gọi yếu ớt gọi lại. Cô ngẩn người nhìn về phía đứa trẻ đang bám vào bình phong, chỉ lộ ra một đỉnh đầu, đó là thái tử. Nó dùng ngón tay che mắt, hỏi cô, mẫu hậu, người đã mặc quần áo chỉnh tề chưa, y thần có thể vào không? Cô vuốt ngực, đè nén sự oán giận trong lòng, quấn một chiếc áo choàng đi tới, ôm đứa trẻ nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, Hằng Nhi, sao lại đến đây, ăn cơm chưa? Con ăn rồi, Hạ Trúc tỷ nói phụ hoàng đang ở chỗ mẫu hậu, nhi thần muốn đến xem. Cô ngẩn người một lúc sau, tâm trạng phức tạp hỏi, Hằng Nhi rất thích phụ hoàng của con sao? Vâng, nó nắm chặt ngón tay, ngại ngùng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Vú nuôi nói, phụ hoàng trước kia đánh giặc ở biên quan, cứu rất nhiều người, là đại anh hùng bảo vệ đất nước, sau này Hằng Nhi cũng muốn giống như phụ hoàng. Nó nói rất hào hứng, đáy mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và khao khát, khác hẳn với sự căm ghét Phó Dận ở kiếp trước. Cô nhất thời không biết nói gì, hít một hơi, nhào nặn bàn tay nhỏ của nó, nói, mẫu hậu tin sau này Hằng Nhi nhất định sẽ lợi hại hơn phụ hoàng. Nó gật đầu thật mạnh, chôn đầu vào lòng cô, nhẹ nhàng cọ cọ,
nhi thần nhất định sẽ lợi hại hơn phụ hoàng, tương lai sẽ bảo vệ mẫu hậu. Cô không kìm được mà bóp chặt thịt ở lòng bàn tay. Sự yêu thích và ngưỡng mộ của nó đối với cô lại khiến cô hối lỗi, ôm nó trong lòng cho đến khi nó ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng gọi bú nuôi vào. Bế nó về phòng ngủ, cô xuống giường trang điểm lại, đi được hai bước mới phát hiện mắt cá chân bị Phó Giận buộc một chiếc chuông bằng sợi dây màu đỏ quấn trên làn da trắng ngần, trông càng thêm nổi bật. Nhìn thấy liền nhớ đến bàn tay thô ráp của Phó Giận nắm lấy mắt cá chân của cô, dần dần đi lên mọi thứ trên người cô, hắn đều thích đến phát điên. Vậy còn đứa con cô sinh ra thì sao? Hằng Nhi đối với hắn rốt cuộc là huyết thống không thể cắt đứt, hay chỉ là công cụ để trói buộc cô? Cô nhìn chằm vào chiếc chuông một lúc, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cô phải đi tìm Phó Giận, hắn không hiểu tiếng người, cô sẽ buộc hắn phải hiểu. Cô nhất định sẽ ép hắn trở thành phụ thân tốt. Ngồi kiệu đến trước cửa điện thừa càn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng thái giám hầu hạ bên cạnh Phó Giận lại nói với cô: Phó Giận đã ngủ rồi. Ông ta vừa ngăn cô lại, trên trán lăn xuống những giọt mồ hôi to như hạt đậu, rõ ràng là rất sợ hãi. Có phải bệ hạ bảo ngươi nói vậy không? Cô ôn tồn hỏi ông ta. Hắn không muốn gặp ta. Thái giám lập tức quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin cô: Nương nương, nô tài cũng chỉ tuân theo lệnh của bệ hạ, xin người thương xót nô tài. Trước đây mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, cô thường cầm kiếm cãi nhau ầm ĩ, mắng hắn là đồ hỗn chứng. Hắn không muốn bị mắng nên trực tiếp không chịu gặp ta, dám làm không dám nhận, đi nói với bệ hạ, nếu hôm nay hắn không gặp ta, sau này bản cung sẽ không bao giờ đến điện thừa càn này nữa. Nương nương, đi nói với hắn là được. Cô thở dài nói với thái giám: Ngươi cứ yên tâm, hôm nay bản cung không đến đây để gây sự, chỉ đến xem bệ hạ đã dùng bữa tối chưa. Ngươi đi truyền lời đi. Đợi đến khi vào điện thừa càn, đi qua hai bức bình phong, Phó Giận mặc áo ngủ màu vàng nhạt, nhắm mắt dựa vào giường, trên tay cầm một tờ tấu chương đã gấp lại. Hắn đợi cô đến gần, mắt vẫn nhắm, hờ hững nói: Muốn mắng thì nhanh lên, mắng xong thì coi như xong, trẫm hôm nay không có tâm trạng. Bệ hạ nói như thể thần thiếp là ả đàn bà đanh đá vậy. Không phải sao? Hắn mở mắt, 5 năm nay nàng đã đập vỡ bao nhiêu đồ của trẫm. Điện thừa càn không dám để đồ sứ, thanh kiếm trẫm mang theo từ nhỏ bị nàng ném xuống hồ, đến giờ vẫn chưa vớt lên được. Phó Giận, cô tức giận ngắt lời hắn: Ngươi có muốn cãi nhau không? Hắn im lặng, một lúc sau đặt tờ tấu chương trên tay xuống, quay mặt đi, không nhìn cô. Không muốn, hắn bình tĩnh nói, không muốn cãi nhau. Dưới ánh nến, cô nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt hắn như một đám mây đen phủ trên khuôn mặt trắng trẻo, càng thêm chói mắt. Dạo gần đây báo cáo về tình hình lũ lụt ở Giang Nam đã đến, hắn đã thức trắng nhiều đêm để xử lý, đã lâu rồi hắn không ngủ ngon, chiều nay lại xảy ra một chuyện như vậy, cả người hắn có chút mơ màng, trạng thái không được tỉnh táo, như thể có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Trong lòng cô hiếm khi nảy sinh chút thương hại. Cô chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Phó Giận, hỏi hắn: Bệ hạ có muốn ngủ một giấc trước không? Nàng muốn đợi ta ngủ rồi bóp chết ta. Hắn trừng mắt nhìn cô dữ tợn: Đợi ta chết rồi, nàng có thể cùng Ninh Vương Cao chạy xa bay, đúng không? Mộ Uyển Ninh, ta nói cho nàng biết, đừng hòng, ta không muốn. Cô ngắt lời hắn: Ta không muốn bóp chết ngươi, cũng sẽ không cùng Ninh Vương Cao chạy xa bay, ta chỉ thấy bây giờ ngươi cần ngủ. Cô mạnh mẽ ấn hắn xuống giường, cúi người cởi giày, đắp chăn, lại kiên nhẫn nhét góc chăn: Bệ hạ ngủ đi, ta ở đây chờ bệ hạ. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn cô không chớp, đột nhiên đưa tay từ trong chăn ra nắm lấy tay cô, mặt áp lại gần cọ cọ: Ta đang mơ sao? Hắn khẽ thì thầm: Sao nàng lại đối xử tốt với ta như vậy? Nếu đây là mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại. Hắn lúc mơ màng rất giống Hằng Nhi, lột bỏ lớp vỏ ngoài sắc nhọn, nằm ngửa, lộ ra cái bụng tròn mềm mại, thật đáng thương, cầu xin sự thương xót của chủ nhân. Cô bỗng rùng mình, đúng là điên rồi. Cô lại thấy Phó Giận đáng thương, hắn là đích trưởng tử của tiên đế và thái hậu, sinh ra đã là thái tử, 15 tuổi đến biên quan, 18 tuổi đánh lui Hồ tộc, một trận thành danh, liên tiếp thu phục 8 thành trì, triều đình đều thán phục. Điểm ô uế duy nhất là lúc mới lên ngôi đã ban thánh chỉ phong hậu cưỡng cưới vị hôn thê của đệ đệ ruột. 5 năm nay thái hậu đã khuyên can, cha hắn can gián, thậm chí Ninh Vương còn lấy cái chết để ép, hắn vẫn cố chấp giữ cô lại, dù phải sống những ngày gà bay chó sủa cũng không chịu buông tay. Thái tử từ nhỏ đã học sách lược đế vương, nhưng bên trong lại là kẻ si tình điên cuồng cố chấp, thật hơi buồn cười. Phó Giận đã ngủ rồi, nhưng cô không buồn ngủ, ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả bên ngoài, hoa đào ánh đỏ khuôn mặt. Phó Giận từng nói với cô, hắn lần đầu gặp cô là ở chùa Hàn Sơn ngoại ô kinh thành. Cô đứng dưới gốc đào, trên trán dán hai cánh hoa đào bị gió thổi đến, nhìn Ninh Vương cười nói vui vẻ. Hắn nói hắn chưa bao giờ ghen tị với đệ đệ, cho đến khi nhìn thấy cô cười với hắn ta. Thái tử điện hạ luôn giữ mình, lần đầu tiên phá lệ chính là loạn luân. Phó Giận tỉnh lại đã rất muộn, cô có ý muốn làm lành với hắn, luôn đợi hắn dùng bữa, đói đến mức nằm vật ra bàn đếm xem trên long bào có bao nhiêu móng rồng. Một bàn tay hơi lạnh áp lên má cô, cô giật mình quay lại nhìn, Phó Giận đã tỉnh, đứng dưới ánh nến sáng trưng. Vừa tỉnh dậy, đôi mắt mày giãn ra nhìn cô chăm chú, giọng nói không che giấu sự vui vẻ, nịnh nọt: Chấm như vậy là muốn gì? Quan tước cho cha nàng, chuyện hôn sự của cháu gái hay là chuyện gì khác? Nhân lúc chấm đang vui vẻ, nói hết ra đi, coi như thưởng cho nàng ngoan ngoãn. Cô nhìn hắn một lúc rồi nói: Vậy bệ hạ triệu Ninh Vương về kinh đi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Phó Giận đã thay đổi, lại bắt đầu phát điên. Hắn chậm rãi giơ tay lên bóp cổ cô: Mộ Uyển Ninh, nàng lại không biết tự lượng sức, khiêu khích chấm, nàng có tin chấm giết chết hắn ngay không? Là bệ hạ bảo ta nói, bây giờ lại đổ lỗi cho ta. Cô bất lực nắm lấy đầu ngón tay hắn: Ngươi nghi ngờ ta và Ninh Vương có tư tình, nghi ngờ ta nhớ nhung hắn, lần nào cũng thăm dò ta,
Ta không nhắc đến Ninh Vương, ngươi nói ta lừa ngươi. Nhắc đến Ninh Vương, ngươi lại nói ta khiêu khích ngươi. Phó Dận, ngươi không thể vô lý như vậy. Hắn mặt lạnh nhìn cô, không nói gì, thần sắc cũng không hề dịu đi. Cô thở dài, Phó Dận, ta vào cung đã 5 năm rồi, 5 năm nay, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều cãi nhau. Ngươi có từng nghĩ tại sao không? 5 năm nay, chúng ta không giống phu thê, mà giống như kẻ thù, ngươi muốn cả đời này đều sống với ta như vậy sao? Căn phòng im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cô và hắn, cùng với bóng nến lay động theo gió. Rất lâu sau, cô nghe thấy giọng nói trầm buồn của hắn, không muốn, nhưng mỗi lần đều là nàng cãi nhau với ta, nàng hận ta, ghét ta, không cho ta gần nàng, ta vừa chạm vào nàng, nàng đã ghét bỏ như bị chó cắn. Mộ Uyển Ninh, nàng không yêu ta, thậm chí còn hận ta, nàng chỉ muốn rời xa ta, ta có thể làm gì? Hắn cúi đầu đứng trước mặt cô, lông mi rủ xuống tạo thành một vùng bóng lớn trên má. Trong giọng nói còn có chút bi thương, Phó Dận, lần này ta thực sự muốn hòa thuận với ngươi, ta đã không còn thích Ninh Vương nữa, cũng sẽ không tư tình với hắn, ngươi hãy tin ta lần này, ngồi xuống nói chuyện tử tế, được không? Phó Dận nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, ngồi xuống bên cạnh cô một cách nghiêm chỉnh, ta vẻ nghiêm túc nói, trẫm sẽ không để nàng đi, ngoài chuyện này ra, những lời khác của nàng, trẫm đều nguyện nghe. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói ra cũng buồn cười. Phong hậu 5 năm, đây mới là lần đầu tiên cô và hắn ngồi đối diện nhau nói chuyện tử tế, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không đơn giản như cô nghĩ.